Sớm giờ Thắng ra vườn đi ăn nhãn bà con. Ăn cũng một số rồi. Cây nhãn này là nhãn sùng vàng á, ra bông trái tự nhiên của chú Mười, chú ruột luôn mà nó gieo qua nhà Thắng. Nếu mà tính đúng là cái này là của bên Thắng đó nha. Ăn thoải mái. Trái ở đâu thì chủ đó sẽ hủ. Nhãn xuồng nhiều bà con nó rụng nhiều nhưng mà nó rụng sinh lý thì nó vẫn trái vẫn ổn định chứ không có gì. Còn nhãn siêu trái này của chú bữa giờ mấy cây kia bẻ gần hết à, còn cây này mấy đùm nó cũng bự bự rồi, chắc ăn được rồi. Đây đã đó, nhãn siêu trái này bà con đã chưa, trời đều có cái trái nó không được bự lắm, nó nhỏ nhỏ vừa vừa thôi. Tội đùm này nè, mê quá bà con. Ngày trồng ăn là y bài luôn á. Cái giống bên em là bữa em đang vô mùng mới nữa rồi mà qua, có quay mà chưa làm clip bà con ta xem nhiều lắm nha, bên đó nữa kìa. Đó cô chú cần giống thì liên hệ em Thắng, đùm nhìn thấy mê lắm. À rồi cảm ơn bà con nha, yêu thương thì thông tin em Thắng là rất là đầy đủ.